điện máy Hồng Phúc này, có địa chỉ tại Tân Hưng, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội. Hôm nay thì em xin giới thiệu cho bà con đó là sản phẩm này, xe lân tự chế nhé. Vâng, rất là ưu việt, hỗ trợ bà con vận chuyển hàng hóa này, lân đồ, lân loa đài, lân trộm cảnh các loại nhé. Sản phẩm này di chuyển rất gọn gàng và rất dễ di chuyển. Bà con có thể sử dụng móng tay để di chuyển nhé. Càng thì bà con có thể là mở ra hết cỡ này, càng có thể là di chuyển được này. Đấy, không vào cả hai bên nhé. Vâng, đây là sản phẩm mới bên em này, em đang để sơn, mới sơn vào cho nên nó có một chút nó ma sát. Đấy, thì anh chị với bà con có thể là nhấc ra nhấc vào thoải mái này, dễ dàng vận chuyển nhé. Vâng. Đấy, chiếc xe lân như vậy thì có chiều cao là 1m6 nhé. Vâng. Lân tối đa là được 1m3 và 1m4, tối đa là 1m4 cho lên chiều cao nhất đấy. Vâng. Sử dụng 4 bánh dẫn động nhé. Đấy, bà con có thể là khóa bánh này, khi di chuyển đến vị trí cần thiết thì bà con sẽ chốt khóa. Đấy. Xong bà con sẽ mở lên. Vâng. Đây thì em là sẽ xin test thử khi mà có một người đứng lên nhé thì sẽ sử dụng như thế nào nhé. Vâng, để xin mời anh em cũng vào đây. Sử dụng một chiếc cời quay tay tự hãm nhé. Đây, em sẽ trước khi bà con muốn lên thì bà con nên chốt vào để cho đủ chế độ an toàn nhé, một bánh hoặc hai bánh. Quay thì rất nhẹ nhàng nhé. Khi bà con xuống này, sử dụng cờ tự hãm nhé, bà con dừng là sẽ tự hãm này. Bà con muốn di chuyển khi có vật nặng này, bà con gạt chân lên này. Đấy. Rất nhẹ nhàng nhé, rất dễ dàng. Vâng. An toàn tuyệt đối nhé. Hàng bảo hành 1 năm cho bà con. Và tất cả sản phẩm đều được các thợ hàn cơ khí lành nghề chế tác nhé. Đảm bảo an toàn cho quý anh chị bà con trong quá trình sử dụng và vận hành. Sản phẩm thì bên em đang bán với giá là 4 triệu đồng, vận chuyển và giao hàng toàn quốc nhé. Bà con đặt hàng thì đặt trước cho em 1 triệu. Đây là chi phí bắt buộc, bởi vì sản phẩm nó nặng cho nên là quá trình vận chuyển nó sẽ tốn cước. Cho nên là quý anh chị, quý bà con ai có nhu cầu về mua xe lân tự chế này thì liên hệ đến tổng kho Hồng Phúc, có địa chỉ tại Hiệp Chân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội. Bên em sẽ tư vấn và hỗ trợ bà con lựa chọn các sản phẩm. Bà con có thể lựa chọn sản phẩm tới quay tay, hoặc sử dụng cờ điện 12V, hoặc sử dụng cờ điện 220V tấn điện dưới thì bên em đều có nhé. Và đây để em quay xuống này. Rất nhẹ nhàng nhé. Đấy, nhảy đi tập nhảy nhau rồi này. Vì anh chị, quý bà con ai có nhu cầu thì liên hệ ủng hộ qua hàng nhé. Xin cảm ơn.